Om Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ phúc hạnh. Chào chư thiền nam tín nữ thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 336. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutabo Tapagaru Hichetako Lo Katsasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Yakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, tri năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô với đi bồ với giá tá sá sát thú nô lô ca nam anh thá sá quý nà ká rô cô sáp phần nhu bút thấp và tí phù tí sanh nhá tô quanh đà má hành tầm ná ra phù. Cha này giá cầm pháp bảo quy nhân vàng, Như Lai soi sáng vạt màng vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đề dẫn bổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quan, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô vi số thô su ga ta sa sa wa cô sa kha su ca mô wa ra thầm ma sa kha cô nin đa ba sang ta di a na đa rô wa rô van đa ma hành tăng na ra phù. Cha này gia cần tăng bảo thanh văn Phật Đà, tăng học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhãn ai bị. Con xin lãnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Pratanatayateche nasikhamee tuva thanantasa vi-anupave nasahasaye nasichatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Buddhaya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 336 ha. Quý vị nhìn lên trên màn hình. Câu Phật ngôn 336. Quý vị thấy ngắn gọn ha, không bốn câu à. Mà cái hôm nay một câu tám từ tương đối dễ, câu ngôn này dễ chứ không có khó đọc. Bây giờ chúng tôi xin đọc trước ha, rồi quý vị sẽ phân tích, rồi sẽ ôn lại ha. Vô chê tăng sa ha ti châm minh, vô chê tăng sa ha ti châm minh, vô chê tăng sa ha ti châm minh. Câu số 2. Tăng hằng lô kê đu rắc chá dân, tăng hằng lô kê đu rắc chá dân, tăng hằng lô kê đu rắc chá dân. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Vô chê tăng sa ha ti châm minh, tăng hằng lô kê đu rắc chá dân. Vô chê tăng sa ha ti châm minh, tăng hằng lô kê đu rắc chá dân. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Sô ca tâm ha ba ba tân tí, sô ca tâm ha ba ba tân tí, sô ca tâm ha ba ba tân tí.
Bây giờ câu số 4. U đá bình đù quá bốt khá ra. U đá bình đù quá bốt khá ra. U đá bình đù quá bốt khá ra. Bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4 ha. Sô ca tâm ha bá bá tành tí u bá bình đù quá bốt khá ra. Sô ca tâm ha bá bá tành tí u đá bình đù quá bốt khá ra. Bây giờ chúng ta ôn lại ha, qua giọng kinh ha, toàn bộ câu Phật ngôn 336. Vô chê tăng sa ha ti châm minh thanh thăng lô kê đu rắc cha dân sô ca tâm ha bá bá thanh ti u đá bình đù quá bốc khá ra. Vô chê tăng sa ha ti châm minh thanh thăng lô kê đu rắc cha dân su ca tâm ha ba ba tành ti u đa bình đù quá bốt khá ra. Hai lần chúng ta đọc một hơi và hai lần chúng ta cũng có thể đọc câu này chia ra làm hai. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hăng lô kê đu rắc cha dân sô ca tâm ha ba ba tành ti u đa bình đù quá bốt khá ra. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dân sô ca tâm ha ba ba tành ti u đa bình đù quá bốt khá ra. Như vậy thì trong giọng kinh chúng ta có hai giọng đọc. Giọng đọc thứ nhất là chúng ta đọc một hơi. Vị nào cảm thấy rằng hơi sức của mình là an toàn, đừng có cố quá, mà chúng ta phải bảo tồn được cái hơi thở của chúng ta thì đọc thắng một hơi, ngon lành. Còn cảm thấy rằng chắc ăn, từ từ rồi nó cũng nhừ, thì chúng ta chia làm hai. Bởi vì cuối câu số 2 nó là một trường âm. Quý vị chú ý nha, cuối câu số 2 là trường âm thì chúng ta cảm thấy sung sướng. Sẽ dừng lại nơi trường âm đó, mệt, nghỉ. Và khi nghỉ xong thì chúng ta tiếp tục sô ca tâm ha, ha. Như vậy nhớ lại dùng kênh hai giọng đọc. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hăng lô kê đu rắc cha dân sô ca tâm ha bá bá tăng ti u đa bình đù quá bốt khá ra. Đó là một giọng đọc ha. Giọng đọc thứ hai. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hăng lô kê đu rắc cha dân sô ca tâm ha bá bá tăng ti u đa bình đù quá bốt khá ra. Như vậy quý vị nhớ dòng kinh là hai dòng ha. Rồi bây giờ thư giãn qua dòng kệ. Dòng kệ thì một câu 8 từ, chúng ta chia ra làm hai. Như vậy thì 4-4, tương đối đây là một bài kệ dễ đọc ha. Âm điệu nó thế này. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hăng lô kê đô răn cha dân sô ca tâm ha ba ba tăng ti u đa bình đu qua bốn kha ra. Vô chê tăng sa ha ti châm minh tăng hăng lô kê đô răn cha dân sô ca tâm ha ba ba tăng ti u đa bình đu qua bốn kha ra.
vô chi tăng xa hà ti châm minh tần hăng lô kê đô răn cha dân số ca tâm ha ba ba tân ti ngô đa bên đu hoa bôn kha ra. Như vậy thì chúng ta thấy quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha, để nó nương nhau, một câu thì chúng ta lên, một câu chúng ta xuống cho nó có âm điệu ha. Chứ đừng bao giờ kệ mà quý vị đọc từng câu một, cũng giống như kinh mà chúng ta đọc từng câu một thì nó không có xúc tích, không có bổ sung ý nghĩa với nhau. Thì giọng kinh chúng ta đọc lần hai câu, thì giọng kệ chúng ta cũng cố gắng đọc lần hai câu. Mà cái âm điệu của cái bài kệ này, câu kinh này tương đối dễ, mong rằng quý vị sẽ tích cực thể hiện để mình chứng tỏ cái khả năng của mình tiếp thu qua cái âm thanh, mình thể hiện đúng hay là sai. Và chắc chắn rằng quý vị đọc sẽ hay hơn chúng tôi. Rồi bây giờ ai là người đưa tay đầu tiên? Wow, Sích Hà dữ thiệt ta. Hôm nay Sích Hà không biết là được cái giải căng đảm rồi nha. Đưa tay đầu tiên ha, thường thường thấy Sích Kim nè ha, Sích Su Khá ha, hoặc là Sích Mê Ta ha, Sích Tờ Man ha. Bây giờ Sích Kim nè, Sích Tờ Man này dưới tay của Sích Hà rồi. Tuyệt vời. Thôi bây giờ quý vị tặng một món quà gì, gọi là món quà cho Sích Hà được cái giải căng đảm. Trời ơi, cho ăn kem kiểu này thôi làm sao đọc lại không biết nữa. Sích Nhật Quỳnh thiệt ác quá. Thôi mời Sích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con có gan hôm nay thưa Ngài. Dạ, đây con thử, con mở hàng, không biết có đắt không, hay là con bị sai té. Dạ, con xin đọc. Vô chê tăng xá ha tình châm minh tâm hành lô kê đu rát cha dân so ca tâm hà ba ba tăng ti u đa bình quá phúc ca ra. Dạ con xin đọc lại. Vô chê tăng xá ha tình châm minh tăng hành lô kê đu rát cha dân so ca tâm hà ba ba tăng ti u đa bình quá phúc ca ra. Vô là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô chê tăng xá há tình châm minh tăng hành lô kê đú rách chá dằn. Tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, lô kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu đầu. Vô chê tăng xá ha tinh châm minh tăng hành lô kê đú rát chá văn. Sô ca tâm hà ba ba tăng tí. Sô là trường âm thông thường, sô ca là hai trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, ba ba là hai đoạn âm, tâm tâm là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Sô ca tâm hà ba tăng tí. U đá bình đu quá bốc khá ra. U là đoạn, u đá là hai đoạn âm, bình là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bốc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Sô ca tăng hà ba tăng tí. U đá bình quá bốc khá ra.
Dạ, con xin đọc lại 4 câu. U chê tăng sa ha tinh châm minh tâm hành lô kê đu rác cha dân. Sô ca tâm hà ba ba tăng tí u đa bình quá bốc ca ra. Dạ, con xin kể luôn. Nhớ chê tăng sa ha tinh châm minh tần hành lô kê đu rát cha yam so ca tâm ha ba ba tăng tì u đạt binh trú qua bóc ca ra. Dạ, con người đầu tiên lên thì con nghĩ chắc con có sai, xin ngài sửa. Dạ, con xin trao mic lại. Alo, 123 123. À, phân tích thì chính xác, nhưng mà chỗ u đa bình đu quá cái chỗ này sao nó cày giật chỗ này chứ không được tự tin. Khi đọc u đa bình quá rồi phân tích từ u đa bình đu quá, cái chỗ này ha, hơi rắc rối, hình như là phải kiểm tra lại chỗ này. Viết thiếu hay viết sai hay viết chặt gì á, cho nên chỗ này sao nó nghe nó không được ổn lắm. Cố gắng ha, bằng sự khởi đầu nan, nhưng mà gian nan đừng có nản. Mở hàng như vậy là thấy đọc thiếu chữ đu ha, đúng rồi. Thì chính ở chỗ này á mới thấy là cái chữ này u đã bin đu quá, thấy không được tự tin. Coi lại chỗ này ha. Rồi, bây giờ mời Sĩ Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Chắc cổ đói bụng quá Sư, hay là cổ cảm động quá, cổ không thấy chữ đu quá Sư. Nhiều, mà cô đọc ba lần giống vậy, nhưng mà khi mà cô đọc cái câu số 4 á, cổ phân tích thì có chữ đu trong đó, mà lúc mà đọc á, cô mắt nhảy qua, nó miss xin chỗ đó con Sư. Chắc đói bụng cái ăn cái chữ luôn cho nó no. Không có chạy đâu rồi. Con xin cảm ơn trời, bữa nay nhiều người nghe rõ quá. Một gian nhật hạ thiên thiện vũ nhật quỳnh hồng thị kim nhung hình thoảng. Dạ đúng rồi. Thôi để đọc đi, để ngồi sư nói nhiều chuyện mỏ nhọn nữa, sư la nữa. Mấy hôm đài thư thấy thư mệt chứ không có khỏe, hồi đọc đi. Đó bụng thôi con. Cho biết vậy ăn trước đi cho xong chuyện. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 336. Vô chê tăng sa ha tì chăng minh tăng hằng lô kê đú rắc cha dằn sô kha tâm hà ba ba tăng tí ú đá bình đù góp hốt khá ra. Vô phước phước bỏ vô chê tăng sa ha ti chăng minh. Vô chê là hai trường âm thông thường, cứ đọc này dồn vô đi, nó phân tâm không dồn nữa, phân tâm nữa. Vô chê câu số một, vô chê là hai trường âm thông thường. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, chăm là trường âm nhắn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Tành hằng lô kề đú rắc chá dằn. Tành là trường âm nhắn, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kề hai trường âm thông thường, đú đoạn âm, rắc trường âm nhắn, chá đoạn âm. Dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời đất ơi, sao giờ làm gì mà nghẹn giọng dữ vậy trời, chuyện gì xảy ra đi trời. Câu đọc lại câu số 1, câu số 2. Vô chê tăng sa ha tì chăng minh tăng thăng lô kê đú rắc chá dân. Câu số 3 và câu số 4. Cười. Sô kha tâm hà pa pa tăng tí ú đá bình đù góp hốt khá ra. Sô kha hai trường âm thông thường, tâm trường âm nhắn, hà trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, tăng là trường âm nhắn, tí tí nói chuột hả, tí là đoạn âm,
Ú đá là hai đoạn âm, bình trường âm ngắn, đu trường âm thông thường. Nhớ chữ đu này nghe, cô đọc, cô Hà đó, cô đọc thiếu, không biết tại sao cô đọc thiếu, cái chữ đó cũng bự lắm mà. Quá đoạn âm, phốt trường âm ngắn, khá đoạn âm ra, trường âm thông thường. Đọc lại bốn câu hết, đọc nói túm lại, đọc lại nguyên câu lại. Vô chê tăng sa hát tì chăng minh, tăng tăng hăng lô kề đu rắc cha dân, sô kha tâm hà pa pa tăng tí út đá bình đù quá phốt khá ra. Bây giờ đọc kệ, hồi nãy sư đọc kệ hay quá, bắt chước theo sư. Vô chê tăng a ha tì chăng minh, tăng hành lô kê đu rắc cha dân, sô kha tâm ha ba ba tăng tì u đa bình đu quá phô kha ra. Vô chê tăng xa ha tì chăng minh, tăng hành lô kê đu rắc cha dân, sô kha tâm ha ba ba tăng tì u đa bình đu quá phô kha ra. Trời ơi, sao tự nhiên câu một ngừng đi trời. Đọc lại, để con đọc kệ lại đến hồi sư vũ không nữa. Sao tới câu 1 tự nhiên đến nha. Tại hết thở rồi sư. Đừng quá cố rồi sư. Vô chê tăng xa ha ti chăng mình, tành hành lô kê đu rắc cha dăng, sô kha tâm ha ba ba tăng tì u đa bình đù qua phô kha ra. Để con ông có cho. Ồ, ông cho ba cái bông này. Không biết có cảm nhàn không nữa. Cảm ràm chứ. À, thôi bỏ đi. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đại tràng, cảm ơn thiện vụ, cảm ơn gia nhật hạnh. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Phật ngôn 336 ạ. Yo che tăng sa ha ti cham minh tan hang lo ke du ra cha rằng so ka tam ha pa pa tan ti u da bin du wa pok kha ra. Con xin phân tích ạ. Yo che là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn. À, con xin sám hối. Dô chê là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chăm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tan là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sô ca là hai trường âm thông thường, tam là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, pá pá là hai đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ú đá là hai đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bóc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Yo che tăng sa ti cham minh tan hang lo ke du rách cha giang so ca tam ha pa pa tan ti u da bin du wa bok kha ra. Yo che tam ha. Dạ, nó nhảy. Yo che tam sa ha ti cham minh tan hang lo kê đủ rách cha giang so ca tâm ha pa pa tan ti u da bin du wa bok kha ra. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong và phân tích xong. Dạ, con xin xuống mic, có sai con xin sư sửa giúp con. Dạ, thân mời bạn Thanh Hoàng. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con kính đảnh lễ ngài trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và cô tu nữ phúc hạnh ạ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật cú 336 ạ. Yo che tam sa ha
ti yam bing tan ham lo ke durak charang so ka tam ha papa tan ti u da pin du wapok khara yo che tam sahati yam bing tan ham ya tan ham tan hang lo ke durak charang yang so ka tam ha papa tan ti u da bin du wapok khara. Con xin phân tích ạ. Yo che là hai trường âm thông thường ạ. Tam là hai, tăng là hai, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá há là hai đoạn âm. Ti là trường âm thông thường. Yam là trường âm nhấn. Minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Tăng là trường âm nhấn. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô kê là hai trường âm thông thường. Đú là đoạn âm. Rắc là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Sô ca tam hà pa pa tan tí. Sô ca là hai trường âm thông thường. Tong là trường âm nhấn. Ha là trường âm thông thường. Pá pá là hai đoạn âm. Tăn là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. U đa bin đô va pô kha ra. U đá là hai đoạn âm. Bin là trường âm nhấn. Đu là trường âm thông thường. Quá là đoạn âm. Pốc là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại cả bốn câu ạ. Chô chê tam sa ha ti yam minh tan hằng lô kê đu rắc cha chăng sô ca tam ha pa pa tan ti u đa bin đu va pô kha ra. Yô chê tam sa ha ti yam minh tan hằng lô kê đu rắc cha chăng sô ca tam ha pa pa tan ti u ba Uda bin du wapokhara. Con xin tập kệ. Yo che tam, yo che tam sa ti cham minh tan hang lu ke du rak cha yang su ka tang ha pa pa tan ti uda bin du wapokhara. Dạ con xin sư sửa cho con ạ. À, con xin xuống mic ạ. À, con kính tri ân sư ạ. Sa thú, sa thú, thích thân hoàng. Rất là tiến bộ ha. Nhưng mà chữ tí không nên kéo dài, không nên kéo dài chữ tí. Câu 3, câu 4 ha. Hai câu này đọc nó liền lạc với nhau. So ka tam ha ba ba tan ti u da ha ti u ba u da ha, nhớ chỗ này ha, ti u da nó liền với nhau chứ không nên đọc chữ tí rồi muốn qua u da. Đọc lại chỗ này ha. So ka tam ha ba ba tan ti u da bin du wa bo kha ra. Bây giờ hai câu này chúng ta nói lại nè. Ba ba tần ti u đa bin đù quá. Ba ba tần ti u đa bin đù quá. Nhớ hai chữ tí này nó chạy qua u đá liền chứ không có nên kéo dài chữ tí nơi cuối câu ha. Bây giờ đọc lại để cho sĩ thành hoàng chú ý ha. Vô chê tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lô kê đu rắc chá dăng so ka tam ha ba ba tan ti u da bin du ba bo kha ra. Nhớ là chữ tí nó chạy qua u đá liền chứ không nên chữ tí này kéo dài ha. Sĩ thanh hòa rồi sa tú, sa tú, như vậy là tiến bộ nhiều lắm rồi. Bày sister man.
Hello, sister man, đi rất mạng rồi. Rồi, CK chiếc lá mùa xuân, lên cầm mic rồi, cho có mùa xuân một chút nha. Để im ru vậy nè, mời xích chiếc lá mùa xuân. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu Phật môn 336. Vô chê tăng xá há tì chăng chăm minh tăng hằng lô kê đú rắc chá dằn. Dạ chưa cô Kim ơi. Vô là trường âm thông thường, vô chê là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng hăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rắc là trường âm nhấn, chát là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô chê tăng xá há tì châm minh tăng hăng lô kê đú rắc chá dằn. Sô ca tâm ha pháp ba tăng tí u đá bình đù quát bốc khá ra. Sô ca là hai trường âm thông thường, tâm là hai trường, tâm là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bá 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 là hai đoạn âm, tăng là trường âm thông, tăng là trường âm nhấn, tí ú đá là ba đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bốc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Sô ca tâm ha ba ba tăng tí u đa bình đu quá quá bốc khá ra. Con xin đọc lại bốn câu. Vô chê tăng xá há tì châm minh tăng hăng lô kê đu rắc chá dằn. Sô ca tâm ha ba ba tăng tí u đa bình đu quát bốc khá ra. Con xin kể luôn. Vô chê tăng xá há tì châm minh tăng hăng lô kê đu rắc chá dằn. Sô ca tâm ha pa pa tăng ti u đa bin du wa bốc kha ra. Dạ con xin xuống mic. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 336, câu 1, câu 2. Vô chê tăng xá há tì châm minh tăng hăng lô kê đú rách cha dằn. Vô chê là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vô chê tăng xá há tì châm ninh tăng hăng lô kê đú rách chá giang. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu 3, câu 4. Sô ca tâm ha pa pa tành tí u đá bình đù va phúc kha ra. Sô ca là hai trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, pa pa là hai đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, tí u đá là ba đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, vá là bản âm,
Thúc là trường âm nhấn, khá là bản âm, ra là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sô ca tâm ha tha tha tành tí ú đá bình đù vá thúc khá ra. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 336. Yô chê tăng sa ha tì chăm ninh tanh hăng lô kê đú rách cha dăng. Sô ca tâm ha tha tha tành tí ú đá bình đù vá phúc khá ra. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 336. Yô chê tăng sa ha ha tì chăm ninh tanh hăng lô kê đú rách cha dăng. Sô ca tâm ha ha tha tha thanh tì u đà bình đu hu va phúc kha ra. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, dạ, cho hỏi đạo tràng có nghe tiếng của con được không? Con cảm ơn sư Kim Dung. Trước tiên con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu số 336. Yô chê tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lô kê đu rách cha dăng. Su ca tâm ha ba ba tàn ti u đa bình đu ba bốc. Khara yu chê tăng sa ha ti chăm minh tăng tăng hằng lô kê đu rắc cha dăng đu rắc cha dăng so ca tâm ha ba ba tam ti u đa bình đu va bốc khara. Dạ, câu 1. Yu chê tăng sa ha ti chăm minh. Yu chê là hai trường âm thông thường. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ha là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2. Tăng, tăng hăng lô kê đu rách chá dăng. Tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dù chê tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lù kê đu rắc cha văn. Câu 3. Sô ca tâm ha ba ba tàn tí. Sô ca là hai trường âm thông thường. Tâm là trường âm nhấn. Ha là trường âm thông thường. Ba là hai đoạn âm. Tam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Câu 4. Uda bindu vapok khara. Uda là hai đoạn âm. Bin là trường âm nhấn. Du là trường âm thông thường. Vá là đoạn âm. Bóp là trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Suka tam ha ba ba tam ti uda bindu vapok khara. Con xin đọc lại 4 câu. Yu chê tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dăng. Su ca tâm ha ba ba tăng ti u đa bình đu va bốc kha ra. Yu chê tăng sa ha ti chăm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dăng. Su ca tâm ha ba ba tăng ti u đa bình đu va bốc kha ra. Dạ con xin hết, xin mời vị kế tiếp. Alo, 123, 123, Vinh Giang Nhất Hà, chờ chút ha. Hồi nãy xí chiếc lá mùa xuân, đọc không có nghe mùa xuân tí nào hết đó. Đang là mùa xuân phải hy vọng nhé. Khi nghe Sĩ Kim hỏi đói bụng, trực nhớ lại đói bụng. Cho nên chữ chữ gì? Chữ tanh hăng. Tanh hăng mà nói đây là hai trường âm nha. Đọc theo giọng nguyên âm ha. Alo, Sĩ Chức Lá Mùa Xuân còn ở trong đạo tràng không? Có nghe không?
Chỉ tanh hân này nó là trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chứ không phải hai chữ này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, tại sĩ Kim á, à, thuộc lát nói đói bụng rồi, nghĩ lại cũng đói bụng thiệt, cho nên hai chữ này gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm luôn. À, à, sai sai chỗ đó nha. Ừ. Rồi bây giờ mời huynh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 336 và phân tích ạ. Yô chê tăng sá hát ti châm miên tăng hằng lô kê đu rách cha dân so ka tam ha ba ba tan ti u da bin du wa pok kha ra. Dạ, câu số 1, câu số 2. Yo che tang sa ha ti cham min tan hang lo ke du rat cha yang. Yo che là hai trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa ha là hai đoạn âm, ti là trường âm thông thường, châm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tanh là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô, kê là hai trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. So ka tam ha pa ba tan ti u da bin du wa pok kha ra. So ka là hai trường âm thông thường, tam là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, ba là hai đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ú đá là hai đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, phốc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Thì con xin đọc lại bốn câu. Yô chê tăng sa há ti châm minh tăng hằng lô kê đu rách cha dân so ka tam ha ba ba tan ti u da bin du wa pok kha ra yo che tang sa ha ti cham min tang han tan hang lo ke du rat cha yang so ka tam ha ba ba tan ti u da bin du wa pok kha ra. Dạ, con xin kể. Yo che tang ha sa ha ti cham minh tang hang lo ke du rat cha yang so ka tam ha pa pa tan ti u da bin du wa pong kha ra. Yo che tang sa ha ti cham minh tang ham lo ke du ran cha yang so ka tam ha ba ba tan ti u da bin du wa rok kha ra. Dạ, con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm con ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang và các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, nãy con đọc thiếu chữ đu thành ra, cho con xin trả lời lại.
Yo che tăng sa tình chăm minh tăng hành lô kê đu rắc cha yam. So ca tâm hà ba ba tàn ti u đa bình đù quá bốc ca ra. Yo che tăng sa tình chăm minh tăng hành lô kê đu rắc cha yam. So ca tâm hà ba ba tăng tí u đa bình đù quá bốc ca ra. Dạ, con xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Nam mô Bích Hà. Dạ, dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn Xích Hà. Dạ, cảm ơn Kim Dung Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Hà. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức như Quang Lâm vào đạo tràng, mến chào Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính tri ân cô Phúc Hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô Phúc Hạnh thử mic đi cô. Dạ, cô thử mic coi đã cầm mic được chưa. Và ông bài ngày hôm nay đi. Và rất là cảm ơn Xích Hà mở hàng, mặc dù có sai chút xíu nhưng mà rất là đắt. Lần đầu tiên Nhật Quỳnh thấy trong rơm Phật giáo Nam Truyền sắp hàng bằng tay, rất là vui. Dạ, nhưng mà Nhật Quỳnh có một chút việc không có ngồi trước máy được nên phải chạy, không có tặng hoa cho quý vị, rất là hoan hỷ. Nhất là nghe ở trong rơm này chỉ có một Quỳnh, một mình Quỳnh Giang Nhật Hà là nam, rất là hay. Dạ, dạ giờ Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh nè, mời Quang Thanh nè, mời Xích Niệm Từ. Nhìn Nhật Quỳnh hình như thấy Xích Niệm Từ chưa trả bài, mặc dù không có trước má nha. Rồi một em nữa, Trần Thị Hồng Mai. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cô Phúc Hạnh nè, Xích Niệm Từ nè, Quang Thanh nè, Trần Thị Hồng Mai. Là khác hồ trời cho đi đức. Dạ, bây giờ dạ kính mời dạ kính mời kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh trước đi. Dạ, cô thử mít coi cô coi có cầm mít được không, như thế nào sao, rồi rồi tính tiếp cô. Dạ, thử đi. Nhật Quỳnh phải nói rằng rất phục những vị mà cầm bằng điện thoại mà đọc bài trả bài. Nhật Quỳnh là thua luôn đó. Dạ, không cầm mít được nữa hả Niệm Từ? Dạ, Niệm Từ đang xài điện thoại hả? Đang xài điện thoại phải không? Nếu mà xài điện thoại có Quỳnh Giang Nhật Hà nè sẽ chỉ cách cầm mít cho, đừng có lo. Và Quỳnh thấy quý vị giỏi quá. Dạ, kính mời cô thử trước đây nha. Alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Lễ ngài trí đỡ sư phụ cô tôn nữ, kính chào đạo tràng. Có nghe giọng Phúc Hạnh rõ không ạ? Dạ, rồi xa thú. Lần đầu tiên cầm mic sao thấy run quá.
Dạ rồi, bây giờ Phúc Hạnh thấy bà Phúc Hạnh kéo bà Phúc Hạnh phân xin phân tích đọc bài ạ. Yo che tăng sa ha ti cham min tan hang lo ke du rat cha dân so ka tâm ha ba ba tan bí u đá bin du va bốc khá ra vô chơ tăng xá há ti trăm binh tan hành lô kề đu rách chá dân sô ca tâm hà bá bá tan tí ú đá binh đu va bốc khá ra. Vô là trường âm thông thường, vô chơ là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há là đoạn âm, ti là trường âm thông thường, chăm là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tan là trường âm nhấn, hanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, dân là đoạn âm. Nhưng nãy đọc và phân tích nhầm chữ xá há là đoạn âm ha. Rồi chân đọc lại ạ. Vô chê tăng xá há ti châm binh tan hăng lô kê đú rá chá dân sô kê tâm ha bá bá tan tí u đá binh đu quá bốc khá ra. Sô ca là trường âm đọc trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ha là trường âm thông thường, bá bá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ú đá là đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đu là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là đoạn âm, bốc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, ra là trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường. Vô chơ tăng xá há ti châm binh tan hành lô kê đú rách chá văn sô ca tăng ha bá bá tan tí u đá binh đu quá bốc ra. Dạ con đọc xong rồi, con có sai lần đầu tiên con đọc con run quá, xin ngài và đạo sư phụ và đạo tràng chỉnh sửa giúp con ạ. Sa thủ sa thủ và tu nữ Phúc Hạnh, lần đầu tiên âm thanh rất là tốt, rất là rõ ràng. Tuy nhiên ở đây có ba từ, ba trường âm phân tích bị nhầm. Một là chữ dân, hai chữ tâm và ba là chữ đu. Ba cái trường âm này nhớ ha. Chữ dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru rách trà dân á. Rồi chữ thứ hai là tâm ha, chữ tâm này là trường âm nhấn ha, chứ không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và ba nữa là chữ đu, đó là trường âm thông thường ha. Thì bây giờ có cái lỗi là ba cái trường âm này cho biết đó là trường âm, nhưng mà xác định cái trường âm đó không có đúng vị trí của nó ha. Rồi như vậy cũng là một sự tiến bộ. Lần đầu tiên mà được như vậy là thấy là tiến bộ lắm rồi ha. Thì bây giờ phê ta ngồi bên này có Phố Biển nè, rồi có Sích Quang Thanh nè, có cả là đệ Đức Pháp Trang nữa. Trời ơi, ủng hộ tinh thần như vậy mà cũng sao được ha. Từ từ đi rồi nó cũng nhừ ha. Rồi sao thú, cứ thế mà làm đi, thành công.
Không xa đâu. Cái gì mà đang ở xa lắm là sao? Phố biển sát bên mà, ở Bình Định mà. Rồi Sĩ Quan Thanh cũng là Bình Định mà. Còn Đại Đức Pháp Trang cũng là Bình Định mà. Tay ta nhiều quá, vậy còn sợ gì mà run. À, thành công. À, cố đi. Rồi từ từ nó cũng như à, đó là một sự tiến bộ ha. Ai xa thủ xa thủ. Rồi bây giờ xin niệm từ lên không được ha. Ai mời Sĩ Kim Mai. Alo, có người giới thiệu nói là Sĩ Kim Mai cũng giỏi lắm à, Trần Thị Hồng Mai nhé, quên Trần Thị Hồng Mai. Bây giờ mời Sĩ Hồng Mai quan hỷ ha. Rồi, bàn tay của Sĩ đâu rồi? À, về pháp học thì chúng ta nhớ học, hỏi, hiểu, nhớ. Khi đó chúng ta mới đọc được thông suốt à. Còn nếu mà chúng ta không học, không hỏi, không hiểu, không nhớ thì chúng ta đọc lộn, đọc sạch, đọc sai. Rồi, Sĩ Quan Thanh nữa à. À, không có dấu, nhiều khi nghĩ là Sĩ Quan Thanh này bà con với ông Quan Công nữa nha à. Rồi xin mời quý vị tiếp tục. Alo, bàn tay đâu mất tiêu rồi. Ô, xa thu Sĩ Hồng Mai. Dạ, alo, Trần Thị Hồng Mai, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Thông cảm người mới đưa bàn tay mà không chịu cầm mic. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? À? Vậy là nghe phải không? Nghe bây giờ, cầm mic đi bây giờ. À, dạ, cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ bây giờ đâu Kim Nhung lên cầm mic chỉ cho Hồng Mai cầm mic cơ Kim Nhung. Dạ, mời Kim Nhung nha. Dạ ta đó cầm mời Kim Nhung. Nam mô Bích Tha giá. Giờ Kim Nhung thì bán cái. Giờ bán cái cho huynh Giang Nhất, Giang Nhật Hà. Huynh Giang Nhật Hà ơi, có chiếc máy không? Có người yêu cầu làm thầy kìa. Dạ cảm ơn. Dạ bây giờ huynh có thể cầm mic chỉ cho mà Hồng Mai cầm mic cái nha. Mời huynh nha. Dạ, dạ con xin chào đạo tràng. Dạ, dạ cô Hồng Mai, thường hồi nãy là cô giơ tay lên đó là đâu cô đã nhấn vô cái mic á, thì nó, mọi người có thể thấy cô đã giơ tay rồi đó. Thì sau khi cô giơ tay lên á, thì nó có một cái thanh màu xanh nó hiện lên để mình giữ và nói đó. Thì cô có thể nhấn vô cái thanh đó. Rồi cô đẩy lên á, thì là cô sẽ cầm được cái mic luôn. Cô không cần phải giữ tay vô màn hình nữa. Thì mọi người có thể nghe cô tiếng nói của cô được. Và trong lúc đó nếu mà cô thấy trên màn hình hiện lên những số 1 đó thì là đạo tràng đang nghe được âm thanh của cô rõ. Thì cô chỉ việc nói thôi. Thì ở dưới cái hình cái microphone là hồi nãy là cô bấm là đúng rồi đó. Cho nên đã
xếp hàng với lại đợi vô hàng và giơ tay lên đó là đã đúng rồi. Cho nên bây giờ cô chỉ bấm vô cái thanh mà màu xanh lá cây đó, màu xanh để cho cô nói chuyện thôi. Khi mà cô nói xong á thì cô bấm vô đó một lần nữa thì cô trả mic lại cho Đạo Tràng. Dạ, con mời cô thử lại cầm mic nha. Dạ, con mời ạ. À, cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà rất là nhiều. Nhưng mà như vậy là cô Hồng Mai không có cầm mic được rồi. Dạ, cảm ơn Huynh cho Nhật Huynh biết được tín hiệu. Nhưng mà vậy là chưa cầm mic được. Thôi Nhật Huynh xin phép nha. Để ngày mai thứ ngày mốt thứ lại. Dạ, ngày mai thì không có cầm mic rồi. Ngày mốt thứ lại nha. Kim Nhung vợ cho Hồng Mai nha. Dạ, rất là cảm ơn Quỳnh Văn Nhật Hà rất là nhiều. Dạ, còn Quang Thanh bây giờ có cầm mic được không? Nhật Quỳnh xin phép bỏ bàn tay của Hồng Mai xuống nha. Dạ, giờ Quang Thanh có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Alo, Quang Thanh. Dạ, đang cầm mic được không? Hay là đang ở chỗ làm việc? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Quang Thanh ơi là Quang Thanh. Dạ, rất là xa thú với cô Phúc Hạnh. Phải nói là nghe cô Phúc Hạnh, giọng cô Phúc Hạnh mà biết một người đang chữa bệnh đâu. Phú Vĩ Nguyên Nhân có trả bài không? Phú Vĩ Nguyên Nhân, Phước Võ có muốn cầm mic không? Dạ, Phước Võ phải không? Dạ, có cầm mic không thì Nhật Quỳnh nhường mic. Phú Vĩ có trả bài không? Chờ một chút cả điện thoại. Dạ rồi, vậy trong khi chờ đợi bằng tay quý vị, dạ con xin được trả bài à. Con trả bài để có sai ngài chỉ dạy cho con, chứ không chắc là con đọc bài đúng đâu. Dạ rồi, Phó Biểu Quy Nhân vào rồi, mời Phó Biểu Quy Nhân cầm mic đi. Dạ, con Phố Biển, con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi đã tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư phụ Pháp Trang cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ của cô tôn nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Phật cú số 336. Vô chê tăng xá tì chàm minh tàn hằng lô kê đú rách chá văn sô ca tăng ha tam ha bá bá tàn tí ú đá bình đù quá bắc kha ra. Vô chê tăng xá tì chàm minh tàn hằng lô kê đú rách chá văn sô ca tam hà ba ba tàn tí ú đá bình đù quá bắc khá ra. Dạ, vô là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, xá há là hai đoạn âm, tí là trường âm thông thường, cham là trường âm nhấn, minh là trường âm đặt theo dặn nguyên âm, tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đặt theo dặn nguyên âm, lô là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, đú là đoạn âm, rách là trường âm nhấn, chá là
đoạn âm văn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, so là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, tam là trường âm nhấn, ha là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bá bá là hai đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ú đá là hai đoạn âm, binh là trường âm nhấn, đu là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, bắc là trường âm nhấn, khác là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Yo che tăng sa ha ti cham minh tăng hăng lô kê đú rắp cha văn so ca tam ha bá bá tan tí ú đá bình đù quá bắc kha ra. Yo che tăng sa ha ti cham minh tăng hăng lô kê đú rắp cha văn so ca tam ha bá bá tan tí ú đá bình đù quá bắc kha ra. Dạ con đã trả bài xong. Dạ con xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thú, kính cảm ơn cô Biển Quy Nhân. Kính chào Quỳnh Thính Pháp. Dạ, cảm ơn Thiệt Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu Quỳnh Thính Pháp có trả bài không. Nhật Quỳnh trả bài trước nha, rồi mời Quỳnh nha. Dạ, Quỳnh Thính Pháp. Dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn mới giờ nhận một tin nhắn, không có được vui. Dạ, chút xíu con sẽ nhắn cho Ngài. Dạ, tin này có liên quan đến Ngài Trị Đức nha. Nhưng mà bây giờ, giờ học bài, để học bài. Dạ, con xin được trả bài ạ. Vô chê tăng xá ti chậm minh tạnh hăng lộ kê đứa đáp cha văn. Sơ ca tâm ha ba ba tanh tích ba đinh bình đu qua bốc kha ra. Vô chê tăng sa ha ti chậm minh tạnh hăng lộ kê tu rách cha văn. Sơ ca tâm ha ba ba tanh tích đức bình đu qua bốc kha ra. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô chê hai trường thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá há hai đoạn âm, ti trường âm thông thường, trăng là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tăng là trường âm nhấn, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lơ kê hai trường âm thông thường, đú đoạn âm, rách trường âm nhấn, chá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô chê tăng xá há ti chậm minh tặng hăng lơ kê đú rách chá văn. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sô ca hai trường âm thông thường, tâm là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, tí đoạn âm, ú đá hai đoạn âm, binh trường âm nhấn, đu trường âm thông thường, quá đoạn âm, bốc trường âm nhấn, khá đoạn âm, ra trường âm thông thường. Sô ca tâm ha ba ba tan tích u ba bình đu ba bốc kha ra. Con xin đọc lại nguyên bài. Vô chê tăng sa ha ti chậm minh tịnh hăng lộ kê đu rách cha văn. Sô ca tâm ha ba ba tan tích u ba bình đu ba bốc kha ra. Con xin được kể ạ. Vô chê tăng xa hà tỷ trăm minh tánh hăng lô kê đù rạch cha văn. Sơ gã tâm ha bà tánh ti ủ đa binh đu
quà bọc khá ra. Dô chê tăng sa hà tị châm minh tăng hăng lô kê đù rạch cha văn sợ cả tâm ha bà ba tánh tí ủ ba đinh đu hòa bọc khá ra. Dạ con đã đọc phân tích và đã kệ xong, con có sai chỗ nào ngài chỉ dạy cho con thành kính tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con nghĩ là bây giờ cũng giải lẽ, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Sa thú quý vị rất là tuyệt vời, dòng tin nè, rồi tiếng kệ nè, rồi phân tích nè, trường âm đoạn âm, như vậy còn chỗ nào mà chê nữa ha. Những vị mới cầm micro ha, như cô tu nữ Phúc Hạnh ha, âm thanh cũng tốt, cũng phân tích cũng tương đối ổn định. Lần đầu tiên mà chỉ sai mấy cái trường âm đó thôi, chưa có nhận định rõ, cho nên cái điểm đó thì chúng ta cũng thông qua ha. Nhưng mà điều quan trọng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản ha. Giống như Sikha đầu tiên đưa tay lên cũng bị sai một chút, hình như có cái huông hay sao ha. Sikha lên mở hàng thấy cũng rỗn rẽn, thấy cũng ngon lành, ai ngờ cũng bắt một từ, không sao. Chính cái bắt đó chúng ta sẽ nhớ mãi ha. Rồi và sửa sai. Thôi bây giờ đi vào trong cái phân tích từ vựng, bởi vì quý vị đọc được thì quý vị phải hiểu cái từ đó có ý nghĩa thế nào ha. Bây giờ đi vào cái vấn đề phân tích vựng, thì mong quý vị cũng hoan hỷ biết được ý nghĩa để rồi chúng ta hoan hỷ trong cái câu Phật ngôn này. Bởi vì khi mà chúng ta học mà không hiểu thì đó là một điều thất bại. Thất bại thế nào? Người ta nói ồ đọc hay quá vậy kìa, thì cái từ này cái nghĩa là sao? Thì quý vị nói ồ tôi không biết. Họ thi dễ liền, họ thi dễ liền. Nếu mà người ta hỏi mình trả lời mà coi như là rõ ràng thì người ta sẽ hoan hỷ, người ta nói ồ có vậy mới học chứ, còn học mà không hiểu gì cả thì giống như con vẹt làm sao. Cho nên quý vị cần phải hiểu ý nghĩa từ vựng. Câu đầu tiên, vô chê sa ha ti châm minh, vô chê sa ha ti châm minh.
Đây một chút rồi. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Dạ, Nhục Quỳnh thấy một cái nick vô. Dạ, con thấy ngài trở lại rồi. Ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con một tín hiệu ngay. Con sẽ dâng mic cho ngài, nhưng mà cho con nói với cái nick này một câu thôi. Dạ, một câu cái nick nào phước quả nè. Dạ, trong khi ngài giảng bài xin đừng có chát lên. Coi chừng là ngài cho vô chuồng cọp luôn đó nha. Đây là thật tình Nhật Quỳnh đó. Dạ, không có nên như vậy bao giờ. Dạ, con kính dâng mic đến ngài ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Rồi, trục trặc kỹ thuật, chạy rớt cái đôi bông tai rồi. Quý vị thông cảm ha. Đừng có hù người ta vậy. Khi nào mà cái mang đôi bông tai á, thì mới có cái quyền uy. Còn bây giờ rớt cái bông tai rồi, thì chúng tôi với quý vị cũng giống nhau thôi ha. Mà nhiều khi sợ rằng những người mang đôi bông tai đó làm khó dễ chúng ta nữa ha. Rồi bây giờ đi vào bài học ha. Vô chê tăng sa ha ti châm minh. Câu đầu tiên chúng ta có bốn từ. Vô là một, chê tăng là hai, sa ha ti là ba, châm minh là bốn. Vậy thì chữ vô này có ý nghĩa như thế nào? Chữ vô này có nghĩa là do cái đại từ giá. Đó là một đại từ quan hệ nam tính. Cho nên cái đại từ giá này, khi nó đứng làm chủ các số ít Bathama Ekavachana Vipatti, thì nó biến thành chỉ giá, nó biến thành chỉ vô. Vô có nghĩa là người nào. Thì Sĩ Kim cũng hỏi là bông tai là gì? Bông tai là người nào có A cộng thì người đó gọi là có quyền ở trong room này. Thì người nào thì cái người có A cộng thì chỉ vô là ý nghĩa là như vậy. Vô là người nào. Rồi từ thứ hai là chê tăng. Chê tăng do cái từ chá cộng với e tăng và nó biến thành chê tăng. Mà cái chữ e tăng á thì do cái từ tá. E tá cũng là một đại từ, nhưng mà ở đây nó được chia theo đối các số ít đu tỷ gia quỷ phát tí hệ các quá trình á. Cho nên e tá biến thành e tăng. Vậy thì chê tăng có nghĩa là và cái này và cái này. Rồi điều thứ ba, sahati. Sahati, sahati ở đây nó là một động từ ha, một động từ số ít do căn ngữ sáp. Động từ sahati có nghĩa là chế ngự, chinh phục hay là khuất phục. Chế ngự, chinh phục, hàng phục, khuất phục. Sahati chúng ta đã học trong câu Phật ngôn 335. Và chữ cuối cùng là châm minh. Châm minh do cái từ châm má. Châm má nó là một tính từ nữ tính. Và chữ châm má này được chia theo đối các số ít đu tỳ gia quỳ phát tí ê các quá trình á. Cho nên châm má biến thành châm minh. Châm minh có nghĩa là đê hèn. Đê hèn. Rồi tiếp theo câu số 2. Để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau cho nó được xúc tích. Câu số 2. Tanh hăng lô kê đu rắc chá dân. Tanh hăng lô kê đu rắc chế dân. Tanh hăng lô kê đu rắc chế dân có ba từ. Từ thứ nhất là tanh hăng.
từ thứ hai là lô kê, và từ thứ ba đu rách chạy dần. Không nghe thấy gì hết thì Sĩ Quan Thanh chạy ra ngoài rồi chạy vô ha, tức là chạy ra rồi lấy trớn chạy vô là nghe ha. Còn bây giờ chúng ta bị trục trặc, có cái lỗi cho nên chúng ta không nghe. Nghe và thấy rõ rồi, sa thú chứ Kim Nhung. Câu số 2, tanh hăng. Ý nghĩa gì tanh hăng? Là do cái từ tanh ha. Tanh ha là một danh từ nữ tính. Ha karan ta ít thi linh ga. Tanh ha ở đây được chia theo đối các số ít. Đô tì gia quỳ phát tí e cao vay trần á. Cho nên tanh ha biến thành tanh hăng. Tanh hăng có nghĩa là ái dục. Tanh hăng có nghĩa là ái dục. Từ thứ hai, lô kê. Lô kê do cái từ lô cá. Do cái từ lô cá. Và chữ lô cá này được chia theo định sở các số ít. Định sở các số ít có nghĩa là sát tầm mi vì phát tí e cao quá trần á. Cho nên lô cá biến thành lô kê. Lô kê là ở thế gian, trong thế gian. Ở thế gian. Rồi từ thứ ba là đu rắc chá dân. Đu rắc chá dân thì chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đu ở phía trước, có nghĩa là khó, là xấu. Và căn ngữ của căn ngữ của cái từ này tức là căn ngữ ý, do cái động từ gác chặt tí là đi ha. Vậy thì ở đây nó được chia theo đối cách số ít. Đu tì gia quỳ phát tí e câu quá trần á. Đu rắc chặt dân là do tiếp đầu ngữ đu cộng với a tí và cộng với căn ngữ ý là cho chúng ta ý nghĩa điều khó khuất phục, sự khó vượt qua. Điều khó khuất phục, sự khó vượt qua. Đu rắc chạ dần. Vậy thì câu 1, câu 2, câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Vô chê tăng sa hết tì chăm bình tăng hăng lô kê đu rắc chá dần. Câu 1, câu 2 ha. Cho đạo tràng quan hệ cho ngài trong giây lát. Ngài rớt mất mạng nữa rồi. Bây giờ quan thanh nghe được chưa? Cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cha con thấy ngài trở vào rồi. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Trời ơi, ngài té nữa rồi quý vị ơi, rất mất tiêu ra ngoài luôn rồi. Không nghe được hả? Do đường nét. Quan Thanh ơi, dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ con thấy ngài trả lời rồi, con kính nhân mít đến ngài à. Nghe không? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Âm thanh rõ ha? Áp thấp nhiệt đới, không khí không được tốt, cho nên cái nãy đang rớt xuống, tức là
áp thấp nhiệt đới nó sẽ trở thành bão, và bão ngoài trời thì cũng ảnh hưởng đến cái bão ở trong lòng ha. Rồi quý vị thông cảm ha. Bây giờ qua câu số 3. Sô ca tâm ha bá bá tần tí, sô ca tâm ha bá bá tần tí. 1, 2 hả? 1, 2 nãy đọc rồi. 1, 2 có nghĩa là vô chê tăng sá hát ti châm minh tăng hăng lô kê đú rách chạy dân. Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất phục ở thế gian. Không nghe hả? Không nghe là tốt. Bởi vì khi kia mà nghe thì người khác sẽ trở ngại. Huynh Giang Nhất Hà nghe nè. Alo, còn ai nghe nữa? Câu 1 và câu 2 bị rớt mic hả? Rồi, bây giờ tiếp tục câu 3, câu 4 chứ có gì đâu. Rớt thì lượm lên chứ có gì. Khó khăn gì ở chỗ đó không biết nữa. Người nào chế ngự được ái dục đê hèn nè, thì cái người đó là cái điều khó khuất phục ở thế gian. Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là cái điều khó khuất phục ở thế gian. Câu 1, câu 2. Vô chê tăng sa tì chăm minh tăng hăng lô kê rú rắc chạy dần. Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là người là điều khó khuất phục ở thế gian. Đó, chát lên đúng chốc rồi còn thắc mắc gì nữa nè. Bây giờ qua câu 3. Sô ca tâm ha bá bá tanh tí. Câu 3, 3 chữ ha. Sô ca tâm ha bá bá tanh tí. Chỉ sô ca. Sô ca là số nhiều hả? Là các cái điều sầu muộn. Sô ca do cái từ sô cá, nhưng mà làm chủ từ số nhiều. Bà Tha Ma và Hú Quá Chá Ná Quỳ Pháp Tí. Cho nên chỉ sô cá biến thành sô ca. Các điều sầu muộn. Sô ca. Rồi, tâm ha. Tâm ha do cái đại từ nam tính là cái đại từ tá. Nhưng mà đại từ tá này được chia theo xuất xứ cách. Tức là banh chấm ý quỳ phát tí ê có quá trình á. Cho nên chữ tá biến thành tâm ha. Tâm ha là từ người ấy. Từ người ấy. Rồi ba ba tần tí. Ba ba tần tí. Cái động từ ba tá tí ở phía sau có tiếp đồng ngữ là bá ở phía trước. Tiếp đồng ngữ bá chỉ nhấn mạnh cho cái động từ bá tanh tí. Bá tanh tí ở đây là một cái động từ số nhiều ha. Bá tanh tí là rơi khỏi, rơi xuống, tụt khỏi. Rời khỏi, rơi xuống, tụt khỏi. Ba ba tần tí. Ba ba tần tí. Rồi như vậy thì cái câu này ba từ dễ hiểu. Thấy sô ca tâm ha ba ba tần tí là các sầu muộn rơi khỏi người ấy. Các sầu muộn tụt khỏi người ấy. Rồi, câu cuối cùng. Udabindu wabok
kha ra uda bình đù quá bốc kha ra. Câu cuối cùng chúng ta thấy có hai từ ha, uda bình đù quá, uda bình đù quá và bốc kha ra. Uda bình đù quá, chúng ta thấy ở đây có ba từ nó nằm trong đó. Uda là một ha, bindu là hai ha, và ý quá là ba. Ba từ này nó nằm ở trong một cái một nhóm, thành ra một nhóm từ. Uda nó là một danh từ trung tính, akranta pumlinga. Uda có nghĩa là nước, mà nước thì không có cái giới tính là coi như nam hay là nữ, cho nên nó gọi là trung tính ha. Uda là nước. Rồi bindu thì nó là một danh từ nam tính ạ. Ukranta pumlinga, bindu có nghĩa là giọt, một uda là nước, uda bindu là giọt nước. Rồi chữ ý quá sau cùng á, ý quá sau cùng á, là giống như ví như. Ba từ này đi chung với nhau, uda bindu quá, ví như giọt nước. Uda bindu quá, ví như giọt nước. Rồi, ví như giọt nước ha. Uda bindu quá, bokkhara. Bokkhara do cái từ bokkhara. Bokkhara nó là một danh từ nữ tính, akranta ithilinga. Và chữ bokkhara này được chia theo xuất xứ các số ít, tức là phân bi vì phát tí e ca quá trình á. Cho nên bokkhara biến thành bokkhara. Bokkhara là từ cây sen. Bokkhara là cây sen ha. Nhưng mà bokkhara là từ cây sen. Rồi. Như vậy thì câu cuối cùng này, câu cuối cùng này, uda bindu wa bokkhara, như giọt nước. Như giọt nước. Như giọt nước cây sen ha. Như giọt nước cây sen. Vậy thì hai câu này, hai câu này cho chúng ta một cái ý nghĩa thế nào? Các sầu muộn rời khỏi người ấy như giọt nước rời khỏi cây sen. Các sầu muộn rời khỏi người ấy như giọt nước rời khỏi cây sen. Bởi vì quý vị thấy cái lá sen ha, khi mà mưa nó đâu có giữ nước, nó trơn trật, nó chảy tuốt lụt ấy, nó không có giữ lại. Cho nên người ta nói là nước đổ lá muôn, nước đổ lá sen vậy đó, là nó không có giữ lại. Vậy thì sau khi hiểu ý nghĩa từ vựng xong, chúng ta thấy câu Phật ngôn 330 nói lên cái gì? Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất phục ở thế gian. Các sầu muộn rời khỏi người ấy như giọt nước rời khỏi lá sen. Nước đổ đầu vịt nữa hả? Trời ơi, thêm một cái ví dụ nước đổ đầu vịt ha. Cũng thấy rồi ý nghĩa câu Phật ngôn 336 ha. Người nào chế ngự được ái dục đê hèn là điều khó khuất phục ở thế gian, thì các sầu muộn rời khỏi người ấy như giọt nước rời khỏi lá sen. Và ngài hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai người thiện trí đời này tự điều các dục tự xây thành trì, như nước kia chảy trượt đi, lá sen chẳng động, sầu bi nào còn. Ai người thiện trí đời này tự điều các dục
tự xây thành trì. Như nước kia chảy trượt đi, lá sen trắng động, sầu bi nào còn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn ha, năm chữ: ai sống trong đời này, ái dục được hàng phục, sầu rời khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Ai sống trong đời này, ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Rồi như vậy à, chúng ta cũng đã xong bổn phận ha, tức là tìm ra ý nghĩa của những từ trong câu Phật ngôn 336. Câu Phật ngôn 336 à, còn lại khoảng bao nhiêu? Bây giờ 6 giờ 10 phút hả? Còn khoảng 20 phút này ha. À, trong vòng 20 phút này, trước khi chúng ta đi vào nội dung thì bây giờ đạo tràng của chúng ta ai không phân tích được nhưng mà đọc được thì có thể tự nguyện à, bởi vì phân tích khó quá, trường âm gắn âm làm cái gì mà à, trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thôi thì trường âm đoạn âm đi à, đọc giọng dài giọng ngắn. Thì quý vị thấy rằng ở trong đạo tràng này dẹp qua một bên à, dẹp qua một bên cái vấn đề mà phân tích chỉ cho mệt à, bây giờ cứ lên đọc à, đọc cho chỗ nào là trường âm, chỗ nào là đoạn âm thì đọc được như vậy, đó cũng là một sự thành công của quý vị à. Thì bây giờ để chừng khoảng 10 phút đi à, 10 phút để cho quý vị coi như khẳng định rằng khi mà vô cái rung năng truyền à, quý vị đọc Bali ổn, đó là một sự thành công. Bởi vì khi mà chúng ta à, bày tỏ một thiện sự nào đối với những người mà không phải là người Việt Nam thì chúng ta phải sử dụng tiếng Bali à, không phải là loài người mà đó là phi nhân thì chúng ta sử dụng tiếng Bali à, khi mà sử dụng tiếng Bali như vậy thì có một cái sự hiểu biết với nhau, bởi vì họ là Phật tử à, họ là Phật tử mà mình sử dụng tiếng Bali thì phai ta. Còn bây giờ đối với người Tích Lan, đối với người Myanmar, đối với người Campuchia, đối với người Lào, chúng ta nói việc tiếng Việt Nam họ nghe không được. Nhưng mà Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Sẵn Thầy Giá, hoặc là Nam Mô Tát Sá Phạc Cá Hoa Tô A Ra Hà Tô Sầm Mà Sầm Bút Thát Sá, thì người ta chỉ nghe vậy thôi là người ta biết phe ta rồi à, quan hỷ à. Và khi mà chúng ta hồi hướng Ý Đăng Nô Nha Ti Năng Hồ Tú Xu Khí Tào Hồn Tú Nhà Tha Dồ, thì ông bà cha mẹ cửa quyền thất tổ hoặc là các vị chư thiên họ nghe như vậy họ cũng mất bảo dùng cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta à. Cho nên cái tiếng Bali là một cái tiếng rất là quan trọng trong Phật giáo à, nếu mà tu theo Phật giáo mà không đọc được tiếng Bali à, thì giống như chúng ta mất gốc à, chúng ta không có căn bản. Nói như vậy không mà tự mình ngồi trong trên thúng mà mình vươn lên đâu à. Quý vị biết rằng từ thời kỳ Đức Phật Vipassi 91 kiếp ha, mà cho đến cái kiếp của Đức Phật Gotama của chúng ta thì hồi đó vua Bimbisara mới tìm lại được quyến thuộc và hồi hướng phước cho người ta, cũng là Ý Đăng Nô Nha Ti Năng Hồ Tu Su Khi Ta Hồn Tu Nhà Tại Dù, thì thân bằng quyến thuộc của người ta có những hưởng được phước đó. Một người mà biết tu thì cả một dòng họ sẽ được siêu thoát à, nếu mà chúng ta phải nhìn sử dụng đúng cách. Rồi bây giờ cái câu Phật ngôn này ai có thể bổ sung à, khi nãy đọc không được, phân tích khó khăn quá, rắc rối quá
Thôi bây giờ lên đọc ào ào đi à, giống như rừng Trường Sơn nhỉ, ào ào lá đổ đi. Rồi quý vị không thích phân bếp thì đây là cơ hội để cho quý vị đọc này. Rồi trước lá mùa xuân hả? Hồi nãy thành đã mùa đông rồi, chất quất rồi. Hồi nãy như đọc sai á. Dạ con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Hồi nãy hình như con đọc sai một chữ hay gì, nhưng mà sư nói cái con nghe không được, cái con ra con quay trở lại mất rồi. Giờ con xin đọc lại. Vô chê tăng sá ti trăm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dằn sô ca tâm ha bá bá tăng tí u đá bình đù quát bốc khá ra. Con xin đọc lại lần nữa. Vô chê tăng sá ti trăm minh tăng hằng lô kê đu rắc cha dằn sô ca tâm hà pa pa tăng tí u đa bình đu quát bốc khá ra. Dạ con xin xuống mic. Alo, đọc hay như là si chiếc lá mùa xuân vậy thì còn ai thắc mắc gì nữa. Đọc hai lần là đủ à? Chắc lần đúng lần sai thì quề vốn, nhưng mà đây đọc hai lần đều đúng hết thì coi như là thành công rồi. Phải chi hồi nãy đọc giống như thế này thì đâu có gì rất lớn. Rồi à, bây giờ Duyên sẽ đưa câu Phật ngôn này với câu Phật ngôn 337 cùng một Duyên sẽ, thì chúng ta cố gắng ha để qua câu Phật ngôn 337. Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của câu Phật ngôn nói lên cái vấn đề duyên sự như thế nào. Nhưng mà bây giờ cô động trong câu Phật ngôn này, ai sống trong đời này, ai dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như dục nước cá sen. Vậy thì chúng ta hiểu ý nghĩa cô động đơn giản trong cuộc sống này, ái dục mà chúng ta không có khắc phục được. Tức là ái dục là cái gì? Là những cái sự tham muốn, tham lam vô độ, đứng nơi này trong nơi kia. Có người mà có ái dục tăng trưởng thì người đó họ không bao giờ họ thấy đủ, mà họ thấy thiếu hoài. Mà trong cuộc sống chúng ta mà cái đứng núi này trong núi kia thì như vậy cái phiền não nó tăng trưởng. Nhưng mà người nào mà biết tri túc trong cái tầm tay của mình, mình biết hạnh phúc có cái gì, mình an vui trong cái đó, trong 38 điều hạnh phúc, thì ở trong nước nên ở cũng là một hạnh phúc. Mặc dù cái đất nước của chúng ta đang mất dịch chẳng hạn, nhưng mà chúng ta biết khắc phục, biết phòng hộ, biết tránh né. Chúng ta phải tự mình, gọi là chế ngự chính mình bằng cách khẩu trang, bằng cách coi như rửa tay, bằng cách hết nghe rồi hả cô Phúc Hạnh? Quý vị còn nghe không? Nghe mà để lên mấy số không làm mất niềm tin ha. Thì bây giờ con người khi mà chế ngự được chính mình thì mình sẽ thành công trong cuộc sống. Tức là sầu bi khổ ưu não nó sẽ tránh xa chúng ta. Giống như giọt nước mà thiện đâu có động lá sen được, hay là nước mà đổ đầu vịt thiện đâu có dính trên đầu vịt. Cho nên ở đây cái điều mà chúng ta cần phải chỉnh sửa là chính bản thân của mình, để ái dục không được tăng trưởng, mình phải khắc phục, phải thu thúc để những cái phiền não đó không có tăng trưởng. Thì như vậy chúng ta mới bớt đi sầu bi khổ ưu não. Và bây giờ chúng ta muốn hàng phục những cái phiền não đó thì chúng ta phải làm cái gì?
ở đây có những cái điều tu là sửa, mà sửa như thế nào? Sửa tính tham lam thành bố thí, sửa tính ganh tị bằng quan hỷ, sửa tính ích kỷ bằng vị tha, sửa tính vô tâm bằng hòa nhã, sửa tính cố chấp bằng buông xả, sửa tính hẹp hòi bằng bao dung, sửa tính cao ngạo bằng khiêm tốn, sửa tính khinh khi bằng kính mến, sửa tính bi quan bằng tích cực, sửa tính lười biếng bằng siêng năng, sửa tính hơn thua bằng nhẫn nhịn, sửa tính si mê thành trí tuệ. Chúng ta làm được không? Làm không được thì chúng ta phải cố gắng để làm, để sầu rơi khỏi người ấy, sầu rơi khỏi chính ta. Thì như vậy chúng ta mới giống như đất đổ lá mồn nha. Mình không vướng bận những phiền não đó thì mình thấy rằng trong cái cuộc đời này ha, ai sống trong đời này cũng giống như đã biết chốn ni là quán trọ, hơn thua hờn oán để mà chí. Thử ra ngồi xuống bên phần mộ, hỏi họ mang theo được những gì. Thì quý vị thấy sao? Đã biết chốn ni là quán trọ, tức là sống trong cái cuộc đời này là quán trọ, hơn thua hờn oán để mà chí. Thử ra ngồi xuống bên phần mộ, ra ngồi nghĩa địa, ngồi buồn buồn, nghĩa là tâm sự với mấy người chết á. Mình ra mình ngồi xuống bên phần mộ, mình hỏi họ ha, hỏi họ mang theo được những gì. Trời trắng là cũng trắng tay ha, chết quốc à. Bây giờ mình sinh ra hai bàn tay trắng nên nằm xuống cũng trắng tay. Vậy thì tham lam sân hận để làm cái gì? Hơn thua với cuộc sống, hơn thua hờn oán để mà chí. Để biết cuộc đời là quan trọng thì chúng ta đến và chúng ta đi chỉ là hai bàn tay trắng. Vậy thì một chút danh gì với núi sông, còn chết để gia, người ta chết để tiếng. Rồi mình muốn để lại cái tiếng xấu hay tiếng tốt, làm bia miệng của thế gian hả? Khổ thiệt. Khổ một cái là người ta nói đi ra ngoài ghế địa thì thấy những cái trước cái nấm mộ đó thì có những cái mộ bia. Họ mới nhìn đó, họ mới nói ồ, trong nghĩa địa này đa số là người ta chết vì nhậu nhạt uống bia không à, cho nên mộ mà cũng phải là mộ bia. Thì nói vậy là sao? Đó chẳng qua là cái vấn đề tiểu lâm thôi. Còn bây giờ ái dục được hàng phục thì chúng ta phải biết sửa như thế nào, sửa như thế nào. Thôi còn mà còn 10 phút ha, hay còn 8 phút nha, 8 phút. Mời Sĩ Kim, tại sao có những nụ cười khi dễ thế này không biết nữa. Mời Sĩ Kim cho biết ý kiến trong cái câu Phật ngôn này thì diễn tả lên cái gì đây? Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ với vị Phật tử. Con nghe mấy người nói mộ bia đó sư, mộ bia. Người ta nói mộ phần thôi, tại sao nói mộ bia? Bia mộ phần. Cái bia là cái miếng để tên, để tên tuổi ngày sanh ngày chết của cái người mà nằm ở dưới đống đất đó đó sợ. Người ta mới kêu cái bia, người ta nói chữ mộ bia vậy, mà chữ bia rượu là bia. Mà Việt Nam đọc á, từ tiếng Anh á thành tiếng Việt Nam bia. Tiếng Việt Nam thiệt phong phú à, giống như cố quá thì quá cố chẳng hạn như vậy. Chuyện nhỏ như cái giỏ, như con thỏ vậy. Nhục như con cá nục vậy.
nói sao cũng được á. Con đâu có biết đâu, con nghe sư nói con mắc cười quá. Lâu sư là nhà tu Phật giáo mà sư cái lâu 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 cái sư đưa vô một bài thơ, con đọc con nghe cũng 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 vui lắm. Tuy không hiểu nhiều về thơ nhưng mà con cũng nghe cũng mắc cười lắm. Thì con mắc cười vậy thôi. À, thì sư nói là nước mà nước đổ lá môn à, như nước 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 sau đầu, nước sau đầu vịt à, mà nước đổ lông vịt vậy đó. Thì con thấy lông vịt đó, có mấy con vịt đó, con xuống dưới quê cái nó bơi bơi nó tắm đó, nó đâu có ướt đâu. Mấy con chim cũng vậy à, nhất là mấy con vịt nó bơi bơi nó lặn lặn nó bắt cá với rồi nó lên cái đập 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 cánh đập 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 cánh như vậy vậy. Cái con lợi con rờ nó đi bị lùa vô chuồng á, con lợi con rờ nó, con thấy nó đâu có ướt nhiều đâu, nó ướt ở trên trên thôi, giờ nó cũng khô thôi. Thì lúc mà sư nói nước đổ lá sen á, thì trong kinh Phật thì hay dùng lá sen, chứ ở ngoài người ta nói cái mày á, mày á lì như tay trâu vậy, mà không biết trâu nó biết nghe không, mà nó đó lì như nói mày như nước đổ lá môn vậy. Mà ở nhà quê đâu, ở trong thành phố con đâu thấy kỳ môn lá môn đâu, con chỉ thấy bông sen lá sen thôi. Nhưng mà cứ nghe nói vậy thì con biết vậy thôi. Người ta nói giống như có nhiều câu ở Việt Nam nhiều khi con cũng quên đó, lâu lâu sư nói con mới nhớ. Như là uống thuốc chuột, uống thuốc chuột, mèo chuột. Mày đừng có nói chuyện mèo chuột với tao, tại sao mà mèo chuột. Con có nhiều câu mắc cười lắm. Hồi đó con coi cải lương có nhiều câu con nghe con cũng không có hiểu nữa. Con chỉ vô trong đó con coi thấy bạn đồ đẹp múa qua múa lại là vui với ai mà nói chuyện tiếu lâm á, mấy ông hề nói chuyện tiếu lâm thì con coi con nghe con hiểu. Còn mấy chuyện tình cảm yêu qua yêu lại con coi con nhức đầu quá à. Con thấy phiền não quá, con thấy mệt mỏi quá. Sao mấy người này khùng quá vậy? Như con là tới giờ cơm thì ăn, tới giờ ngủ đi ngủ thôi, muốn làm chuyện gì làm, đi tắm xong phá chỗ này phá kia, nghĩ ngợi làm này thôi là khỏe, yêu làm gì mệt chết đi thôi. Con thấy nhức đầu quá. Nhưng mà sư nói con giải thích thì con giải thích cho sư nghe vậy thôi. Chứ câu này á, thật ra cái chữ chính con nghĩ rằng Đức Phật nói cái chữ chính trong câu này á, là chữ rời khỏi đó. Chữ rời khỏi đó, chữ tì, cái rời khỏi là cái câu chính nhất. Rời khỏi cái gì? Là rời khỏi cái sự sầu muộn, cái phiền não nó rời khỏi người chúng ta. Nhưng mà muốn rời khỏi được là phải làm sao? Thì không còn ái dục nữa, không còn ham muốn nữa. Con người ta có hai chữ cần và muốn. Mình nên cần hơn là muốn. Tại muốn thì không bao giờ chấm hết, giống như cái túi không có đáy, không có lỗ vậy, bỏ biết bao nhiêu mà vừa. Dạ, nó muốn nhiều thứ lắm, muốn nhiều là khổ lắm. Còn cần thì nó tốt hơn. Đói bụng thì cần phải có đồ ăn ăn, thì có đồ ăn ăn là được rồi. Còn muốn phải muốn có cái này muốn cái kia đủ mới ăn mới ngon. Thì chính vì sự muốn nó mới khổ. Thì nếu mà không còn nhiều cái muốn quá thì ái dục với cái sự ham muốn, chữ ái liếm, cũng như sự tốt, muốn sự tốt, ghét sự xấu hay cái gì vậy đó, nó không còn nữa. Con người trung dung vô thì tất cả những phiền não nó sẽ rời khỏi người ấy, tức là người ấy đã buông đôi hết những cái ham muốn đó. Nó không còn cái tập đế nữa, không còn những nguyên nhân gây ra cái sự phiền não, sự khổ nữa. Thì con người sẽ được an lạc hơn. Thì con nghĩ trong câu này thôi. Tức là những cái phiền não hay những cái phong ba bão táp lại, giống như nước đổ lá sen, lá sen nó đâu thấm nước. Con thấy đổ nước trên lá sen nó bo tròn lại, nó động trên đó thôi, chứ nó không có thấm vô lá sen được. Cũng như lá sen hay lá môn nó giống nhau thôi. Con nghe lá môn hoài, con về dưới quê con hỏi mấy bà của con đó, bà ơi bà, cái cây môn nó ra làm sao mà con nói lá môn, bà chỉ nè, con thấy nó cũng giống như cái lá sen nhưng mà cái màu nó đậm hơn, nó mọc theo cái gian đó, cái lá nó không có tròn quay giống như lá sen, à, nó nhỏ nhỏ nó mọc theo đó, vậy thôi. Thì con biết vậy thì con cũng lấy nước, con đổ lên, con thấy nó đổ ra, nó không có thấm nữa. Mà đâu phải một mình lá sen, lá khoai môn đâu, con thấy lá chuối cũng vậy. Lá chuối cũng đâu có đọng nước sư, có nhiều lá lắm. Nhưng mà trong kinh Phật chứ những điều thanh tịnh thì người ta thường dùng lá sen hơn. Tại cây sen nó có đặc biệt là khi mà nó mọc dưới nước nó là bùn lầy, ao tù, hôi hám gì đó. Nhưng cái lúc mà cái bông sen cắt lên, bông sen nó không có dướng cái mùi thúi của cái nước ao tù đó, nó vẫn có mùi hương thoang thoảng của nó. Thì trong bùn thì cái gì đó, cái gì, cái câu sao
bao trong bụng lá sen xanh trắng dịu dàng, trong bụng sạch trời không, con quên cái câu đó đại sư. Thì ý là sen nó mọc trong những cái nước nào, thì trong nước ao tù cũng như nước trong gì đó, thì cái mùi hương của nó không có gì khác hết, thì mới gọi nó gọi là thanh tịnh hơn giữa chốn thế gian lâu sau nhiều đủ thứ. Thì cái bông sen nó vẫn thơm tỏ cái mùi hương của nó không có bị ảnh hưởng gì hết, cũng như những giọt nước đổ lên lá sen, lá chuối, lá gì đó còn thấy tùm lum lá hết, nó cũng đâu, nó chảy ra hết, nó đâu có thấm đâu. Thì ý là trong đây Đức Phật nói cái câu nói là nên rời khỏi, cái chữ chính của đó là rời khỏi, tức là sầu muộn rời khỏi, muốn sầu muộn rời khỏi phải giảm đi ái dục, phải đừng có muốn nhiều quá, nên cần thôi. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rời khỏi người ấy. Thì cái chữ sầu rời khỏi là cái câu chính ở trong câu này. Ha ha ha, hết giờ rồi sư ơi, kỳ này con sửa đồng hồ con rồi, không có bị la nữa đâu. Thôi con trả máy lại, con nói vài điều đi. Con xin cảm ơn sư đã chào con. À đúng rồi đó, gần bùng mà chẳng hôi tanh mười bùng, đúng rồi đó. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng trong động đá đó, đúng rồi đó. Câu này đó con học con ca dao đó. Trời đèn đét ơi, cảm ơn nha. Dạ con xin cảm ơn nha. Dạ con xin trả máy rồi. À chúc quý vị một ngày ăn vui chứ quên nữa. Alo. À chị Kim không bị la nhưng mà bị gầy. Tại sao bị gầy? Ở đây á, câu Phật ngôn này chúng ta phải hiểu cái nhân rồi mới tới cái quả. Ở đây Sĩ Kim là nói cái quả trước rồi mới tới cái nhân sau. Khổ đế thiệt. À, rời khỏi người ấy, rời khỏi người ấy đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân này chúng ta phải hàng phục, phải khắc phục, phải thu thúc. À, chính cái vấn đề thu thúc này chúng ta mới thoát được ái dục nè, chúng ta mới rời khỏi được ái dục nè. À, cho nên ý của Sĩ Kim là nhấn mạnh cái quả rồi mới không đề cập đến cái nhân, đề cập đến cái nhân một cách sơ sài. Mà cái điều mà hàng phục, chinh phục, chế ngự, thu thúc đó là cái điều quan trọng. Đại ý của câu Phật ngôn này là như vậy. Cho nên khi nãy chúng tôi nói sửa là sửa cái gì, tức là chúng ta phải hàng phục, chúng ta phải chế ngự, chúng ta phải thu thúc. Đại ý của câu Phật ngôn này là như vậy. Bởi vì sinh ra hai bàn tay trắng, nằm xuống cũng trắng tay, thể hiện cái pháp vô ngã. Trong cái vô ngã đó chúng ta không đặt cái gánh nặng xuống được. Mà chúng ta còn sinh tử luân hồi thì chúng ta cũng phải biết sửa chứ. Tu là sửa mà, sửa là hàng phục. Khi hàng phục thì chúng ta mới rời khỏi được cái vấn đề ái dục. Đấy là như vậy. Thôi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoa lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa che wa che na so tu vô vô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiện đức tăng ni. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Nha. Xin mời Sư Công Nhật quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt với đạo tràng. Yani taputani samagatani pummani vayani wa antalekai sabbe vaputa sumana pavantu apo visaka chantunantu pasitam tatmahi putani samaita sambe metan karotamano ya bacaya diwacarato jantunantu.
đăng bi bồ tê ra ta năng ba ni tăng khe tê na sa chê na su wa ti ho tu ca dăng vi ra găng nam a tăng ba ni tăng đa cha ga sa ya mu ni sa ma hi tô na tê na tham mê na sa ma ti kinh chi đăng bi tham mê ra ta năng ba ni tăng khe tê na sa chê na su wa ti ho tu dăng bua ta se tho ba ri wan na di tin sa ma ti ma nam ta ri ca nha ma hu sa ma ti na te na sa mo na we cha ti đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na so wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da thì nay ya su ga ta sa sa wa ca e te su din na ni ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba sa a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ya tinh đa kỳ lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sam ba cam bi yô ta thu ba mang so bu ri giang hoa đa mi yô a ri ya sa cha ni a vê cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ye a ri ya sa cha vi pha hoa danh ti gam pi ra ban ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti bu sa ba ma ta na te pha quang a tha ma ma ni yam ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha ni ta ya wan ti sa ka ya de ti vi chi ke ta ng ja si na pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa mu ka tung ni đăng bi sang kê ra ta năng ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam măng ca rô ti ba ba căn ca dê na wa cha chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta hi đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho ô tu wa na pa gum be ya ta pu si tang ge gim na na ma se ta tam ma ning gim he ta tu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra sa di đăng bi bồ tê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan hi ra ta chê ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi ru nha da ni pa ta thi ra ya tha yam ba di bồ y đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê ma nu sa chi tăng bu tăng na ma ra ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum
Ni tapu ta ni samagata ni kumma.